Xin chào cả nhà, rất vui được chào mừng cả nhà quay lại với video của mình trên kênh Eo Gió TV. Và ngày hôm nay mình có một món ăn rất tuyệt vời, đó chính là món ghẹ hương vị của biển cả. Mình muốn làm một video để chia sẻ với nhà cả nhà một buổi tối rất tuyệt vời với những món hải sản như thế này. Mình sẽ sử dụng ghẹ hấp chấm với muối ớt chanh và một món kháng miệng, đó là sabu chê các bạn. Thì đây là toàn bộ cái số ghẹ của mình nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau sử dụng một chút nước ngọt, khô nước ngọt. Quá đã luôn các bạn. Mình dùng hải sản và uống xì tin, sẽ dùng một chút nước ngọt để thay vị nha. Sau đó mình sẽ ăn hải sản. Rồi mình mời cả nhà cùng muối mình một chút nước ngọt nha. Mời các bạn cùng dùng bữa tối với mình nha. Khui con ghẹ ra. Oh, wow, con này chắc các bạn. Rất là chắc các bạn. Thịt nó bong quá trơn luôn các bạn. Thơm quá, rất là thơm. Mặn sẵn mà ghẹ biển á, mặn sẵn à, cùng với vị ngọt của thịt rất là đều, rất là thấm đậm vị hải sản. Thơm quá. Chấm với muối ớt dắt tắt các bạn. Ngon. Thịt ghẹ rất là thơm. Ngon quá không? Để mình bẻ cái đùi ra mình mời các bạn nha. Bẻ cái đùi ghẹ ra. Ghẹ tươi các bạn, nó bong hết thịt ra luôn. Chấm với muối ớt nữa các bạn. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ngọt quá, ngọt xuất sắc luôn các bạn. Một buổi chiều chờ mưa, gần như là mưa từ hồi 3-4 giờ, mưa đến giờ luôn chưa hết. Được ở trong nhà có hải sản, có nước ngọt,
quá hạnh phúc, không còn gì tuyệt vời bằng. Mời cả nhà. Cái nữa các bạn. Mời các bạn nha. Quá đã. Quá đã luôn. Càng ghẹ này mà làm rang muối ớt cũng ngon lắm các bạn. Càng ghẹ ăn rang muối ớt nó nhậu hay ăn á, nó ngốc các bạn. Mời cả nhà. Rồi mình sẽ mở con này ra. Đây là nghệ đực các bạn. Yếm hình tam giác. Đó. Nghệ đực. Nghệ đực thì sẽ không có gạch đâu. Nhưng mà thịt nó sẽ ăn sẽ chắc hơn. Lấy cái này khui ra. Móc cái gạch của con ghẻ các bạn. Ghẻ nó sẽ có vị mặn của biển. Cho nên khi bạn luộc á, bạn hấp á, bạn nhớ bỏ một xíu đường, một xíu bột ngọt vô. Cho nó dần lại. Chứ không thì nó sẽ mặn lắm. Mình thích húp cái huyết của ghẹ của cua à. Ngọt lắm. À. Con này thịt chắc đó các bạn. Mình cho các bạn xem nè. Thịt đầy hết luôn. Giờ mình tắt cái đùi ra mở các bạn nha. Đó, tắt cái đùi là tắt hết luôn các bạn, nửa luôn. Mở cả nhà. Quá đã các bạn. Đỡ nguyên cái đùi ra luôn nữa bạn. Đỡ thịt ra. Gỡ vỏ ra cái hồi bỏ vô mình làm một lượt luôn. Ôi cái đùi các bạn ơi, một cái đùi thịt như cỡ này đã lắm các bạn. Chấm vô một chút xíu muối ớt. Mời cả nhà nha. Ngọt. Ăn làm rung đùi luôn các bạn. Đã. Ngọt, thịt nó ngọt, rất là ngọt luôn. Và nó là rất là ngọt. Không còn từ gì để diễn tả. Mà thịt nó chắc nữa.
thịt nó rất là chắc. Làm tiếp, mình ăn ghẹ mình thích mình phải gỡ cho nó ra hết luôn rồi mình ăn để đã hơn là mình ăn rồi mình cứ chấp 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 á, mình không có cảm nhận được cái vị thịt không là thịt. Mời cả nhà. Cái nước trong cái chân của nó cũng ngọt nữa. Mình thua kiếm con này các bạn. Con này người ta nói là cua lông hay là ghẹ lông gì đó, nó sẽ khác chứ. Nãy giờ cái loại nãy giờ mình ăn đó là con ghẹ này là con ghẹ xanh. Ghẹ xanh các bạn. Ghẹ xanh. Con này là con ghẹ lông, cua lông gì đó, ăn thử cái này. Đó các bạn. Hồi nãy mình nói với bạn là về cái việc ghẹ chắc hay ghẹ ghẹ ốp á. Con này nó bự hơn nha. Con này nhỏ hơn nè. Nhưng mà nằm cầm cái con này lại nặng tay hơn là con này luôn. Con này cầm nhỏ hơn nhưng mà cầm nặng tay hơn con này luôn. Đó, thịt con này sẽ chắc hơn. Thịt con này ốp. Đi mua ghẹ cũng không khó để lựa được ghẹ ngon đâu các bạn. Các bạn nhớ bạn lựa nha. Phần lớn lắm. Rồi khách họ, những người bán cho bạn á. Họ để họ lựa cho. Mà đôi lúc họ bán mà đâu thể nào họ lựa những cái đồ ngon nhất cho mình được, lát nữa để đồ dở không sao họ bán cho người khác, cho nên họ sẽ có lựa cái ngon cái dở. Thì tốt nhất nếu các bạn mà mua được đó, thì các bạn hãy cứ cầm từng con ghẹ lên lựa. Còn muốn chỗ quen mình rồi uy tín rồi thì yên tâm. Rồi mình đi du lịch đi chỗ này chỗ nọ thì cứ cầm lên so hai bên là mình biết liền. Vị con ghẹ này á nó không có ngọt bằng cái con ghẹ xanh. Ghẹ xanh là ngon nhất, vị con ghẹ này không có ngọt bằng, nhưng nó được cái là nó thơm, cái mùi nó đặc trưng của ghẹ này là nó thơm, một mùi đặc trưng hơi khai khai, hơi khai nhẹ một xíu ha, giống như bạn ăn khô cá đuối á, có cái mùi giống vậy không? Thịt thì khá là chắc các bạn, nhỏ mà thịt chắc. Có đâu ngọt thì vẫn là ghẹ xanh là ghẹ ngọt ngọt nhất, nó cũng là có giá mắc nhất luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở thứ này ra xem bên trong như thế nào. Nó sẽ mùi khai nhẹ nhẹ một xíu, những người thích ăn giống như kiểu ăn khô đuối á, thì sẽ rất là thích cái loại ghẹ này. Mình thì ghẹ nào mình cũng thích hết. Gà nó thích không? Gà nào nắm được. Cho bạn xem bên trong. Thì thịt cũng khá là chắc các bạn, nhỏ mà rất là chắc ha. Gạch cũng nhiều. Đó. Mình sẽ lấy cái đồ múc múc ra. Lấy một cái càng múc ra. Múc cái gạch nó ra bạn. Đã quá. Ừ. Mình này thì thích ăn gạch ha, thích ăn gạch béo béo, có người thì họ không thích ăn gạch, họ thích ăn thịt cua ghẹ thôi, có người thì lại đi tìm gạch ăn. Đã quá béo quá. Béo quá, ngon quá. Béo
Con này đã mở ra rất là chắc luôn các bạn, nặng chịch luôn. Quá đã luôn các bạn, nặng chịch luôn á. Có một cục huyết của nó tử. Trời, đang mưa, thời tiết lạnh lạnh, một buổi tối quá tuyệt vời. Hy vọng các bạn xem clip của mình sẽ có những phút giây thư giãn. Nãy bạn cái con nhỏ nãy mình nói ghẹ lông cua lông rồi bạn, thịt cũng khá là chắc nha. Mở ra bẻ đôi ra, không bẻ được luôn, cứng quá, cứng lắm mà. Đi nãy gạch của nó rất là béo không, béo như gạch cua hả? Thịt bên trong nữa các bạn, thịt đầy luôn. Con này mình được tặng á, mình mua gà xanh, có gì tặng cho con gà này ăn thử, con con không ạ? Theo nhận xét khách quan chủ quan mình đó thì gà xanh luôn là ngon nhất nha, ngọt. Con này cũng không phải là dở đâu các bạn, rất là ngon, thơm lắm, mở ra cái mình nghe thơm liền. Nãy mình thấy nhiều quá sợ ăn hết, cuối cùng cũng hết luôn. Rồi lâu mà mình không ăn hải sản á. Hết rồi các bạn, mình vừa xử hết cái đám ghẹ rồi, giờ có một món hồi nãy tráng miệng thì bây giờ mình dùng sabuche với trà đá. Mình mời cả nhà cùng dùng miếng sabuche tráng miệng với mình nha. Mình vừa ăn hải sản xong mà bây giờ ăn là đồ ngọt nó ngon.
Lạ. Đó. Rất ngon. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình và đến đây. Video cũng đã dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây và kết thúc một buổi tối rất tuyệt vời với trời thì mưa bên ngoài và chúng ta có buổi tối cùng nhau tận hưởng một món hải sản quá đã luôn các bạn, ngập tràn hương vị đại dương. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều trong suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Một lần nữa, nếu các bạn thích video này, hãy cho mình xin đăng ký, một chia sẻ. Và bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.